02281 là Facebook hoặc là website. Người thắng cuộc vui lòng liên hệ với ban tổ chức để lấy giải. Giải đầu tiên là một đêm ở phòng Deluxe tại khách sạn My House Hotel and Resort cho hai người và bao gồm ăn sáng. The remaining prizes we will draw offline and we will notify the winner by Facebook or website. So please follow our pages and social media for the updates of the winners of the last few prizes. We will draw it here, but we'll update the page. In My House Hotel and Resorts, two nights, 01132. Có may mắn là số 01132. Xin quý vị hãy nhận quà ở ban tổ chức ạ. Giải thưởng tiếp theo là một giải thưởng tới từ Sunset Beach Resort and Spa, đêm nghỉ tại phòng Grand Suite. Grand Suite cho hai người. Giải này chúng ta sẽ có 5 voucher nên chúng ta sẽ bốc 5 số khác nhau. We're going to draw 5. 02363. Người đầu tiên là 02363. Zero eight seven four zero. Đó là 5 người may mắn đã trúng giải Sunset Beach Resort and Spa, một đêm nghỉ dưỡng tại phòng Grand Suite cho hai người. Ok. Khuyến mãi từ Jump Arena trị giá 1.550.000 Việt Nam đồng. 03214. Xin nhắc lại 03214. 03214. Xin mời anh chị tới gặp ban tổ chức để lấy giải ạ. Anh
và cuối cùng là ba giải tới từ nhà tài trợ Food Cup là những phần nước vải và nước đào ạ. Ba giải sẽ dành cho ba người may mắn như sau. 06105. Các số này quý vị vui lòng gặp ban tổ chức để nhận giải ạ. 01479. 02412. 02412. Như vậy là các giải thưởng trúc thăm trúng thưởng ngày hôm nay đã hết ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta đừng về vội, vẫn còn rất nhiều tiết mục ở phía sau. Xin mời quý vị nán lại sân khấu. Sau đây sẽ là tiết mục biểu diễn tới từ ca sĩ Bích Ngọc, đại diện cho NQ International.